chào anh em. Bữa nay mình quay video này với một cái tâm trạng rất là buồn, đó là trong những ngày vừa qua miền Trung đã phải hứng chịu rất là nhiều những cơn bão lũ, mà đỉnh điểm đó là cây bão số 9 vừa rồi đã nhấn chìm hai tàu cá ở tại thị xã Hòi Nhơn, tỉnh Bình Định, đó là tàu cá 97469 và 96388. Cả hai tàu cá này đều làm lưới rút đêm, nhưng mà lưới rút đêm trong đèn, lưới đi khơi để đánh cá sọc, cá dưa gang. Thì trên hai tàu cá này bao gồm 26 thuyền viên, một tàu 14 thuyền viên và một tàu 12 thuyền viên. Thì cả hai tàu cá này đã bị bão số 9 nhấn chìm xuống biển khơi, và chỉ còn sống sót vỏn vẹn lại 3 người. Thì trước đó hai tàu cá này đã chịu đựng được cây bão số 8, và vì thấy cái lượng cá rất là dày cho nên là hai tàu cá tiếp tục ở lại làm. Đang khai thác ở ngoài khơi, cách nơi gần bờ nhất đó là tỉnh Khánh Hòa khoảng tầm gần 200 hải lý. Khi nghe tin bão số 9 rất là mạnh và hai tàu cá này đã chuyển hướng chạy về hướng Tây Nam, vì bão số 9 nó đang đi lên về hướng Tây Bắc. Nhưng mà khi hai tàu cá này trên đường chạy vào thì cây bão nó di chuyển rất là nhanh, cho nên là cả hai tàu cá đều không qua khỏi, và trên hai tàu cá này để chở cái lượng cá cũng rất là nhiều, mỗi tàu chở tầm mười mấy tấn cá ngừ. Thì khi mà cây bão số 9 nó vào cùng với gió và lượng rất là lớn, cho nên là hai tàu này đã bỏ dèm xuống để chịu đựng, nhưng mà gió cùng với sóng rất là mạnh đã quýnh bứt dèm và nhấn chìm cả hai tàu cá. Thì tất cả các thuyền viên ở trên tàu, một số anh em thì bị kẹt trong cabin không qua khỏi, còn một số anh em thì bám giữ những cái dụng cụ, những cái trang thiết bị cứu hộ, đặc biệt là có 8 anh em bám trên một cái nắp hầm xốp để chờ các cái thuyền cứu hộ tới cứu. Nhưng mà số những anh em cố gắng chịu đựng cả đêm ngày 27 và ngày 28, họ chịu đựng không nổi và tất cả đã buông tay và chìm xuống dưới đại dương. Chỉ còn lại vỏn vẹn 3 người được cứu bởi một con tàu của Hồng Kông có lộ trình đang đi từ Nhật Bản đến Singapore. Thì 3 thuyền viên này là 3 thuyền viên duy nhất trong 26 người được cứu sống sót. Thì trước khi nghe tin là hai tàu cá này đang bị nạn, thì có một cái tàu cá cũng gọi là chung cái đoàn đánh bắt với tàu cá này, dài tầm 23 mét, cũng chạy tới để hỗ trợ. Mặc dù là tàu cá này đã trên đường chạy vô bờ có khoảng cách rất là xa rồi, nhưng mà tình anh em ở trên biển thì họ không có thể bỏ nhau được, cho nên là khi hai tàu cá này tới thì nơi mà hai cái con tàu bị nạn mà bị sóng gió quýnh lập ấp chìm ngẫm, thì tàu cá này tới nơi thì cái sức gió lúc đó nó rất là mạnh, gió tầm cấp 10, cấp 11 và sóng cao 7 mét đến 9 mét. Cho nên là khi tàu cá này tới nơi là sóng to quá, nó chịu đời không có nổi. Và khi nó bỏ dèm, nó chịu đựng, nó cũng bị sóng quýnh bứt dèm. Và để cho duy trì cái sự an toàn của tất cả các anh em ở trên tàu, thì con tàu cá mà tới để cứu và tìm các thuyền viên ở trên hai con tàu bị nạn kia, thì nó phải trục hết nửa giàn lưới quay xuống nước để giữ thăng bằng cho con tàu. Và cho đến khi que gió còn tầm cấp 6, cấp 7 thì các thủy thủ của những con tàu kiểm ngư mới tới nơi để kịp thời cứu những thuyền viên ở trên tàu và dắt con tàu này vô bờ. Và trong quá trình đó thì các tàu kiểm ngư cũng tiếp tục ra sức để tìm kiếm
những thuyền viên ở trên hai tàu cá bị nạn nhưng mà hầu như là bật vô âm tính. Đó. Theo lời kể của những của ba thuyền viên mà sống sót quay trở về thì trên cái nắp hầm xốp mà ba thuyền viên còn sống sót đó, là gồm có 8 người đu ở trên cái nắp hầm xốp đó. Và trong những cái đêm đói khát mà lạnh lẽo và chịu cái sự đập, sự giật của sóng biển thì các anh đã phải ăn những cái xốp rồi uống một ngụm nước biển để hầu như là duy trì cái sự sống. Và mình có nghe các anh kể lại là trước đó có một cái con tàu nó chạy sát tới cái khu vực các anh. Khi đó là còn lại chỉ vỏn vẹn 5 người còn đu trên cái nắp hầm xốp đó. Nhưng mà khi con tàu đó đi qua khỏi cái khu vực của các anh đang cố gắng giành giật sự sống thì nó hầu như nó không thấy, cho nên là các thuyền viên mà đang đu ở trên cái nắp hầm xốp họ hầu như họ tuyệt vọng và họ buông tay trục lần, chỉ còn lại ba người còn sống sót cho tới bây giờ. Một cái thông tin rất là buồn. Và chiều tối ngày 3 tháng 11 thì ba thuyền viên này đã được đưa về tận nhà tại thị xã Hội Nhơn, tỉnh Bình Định. Một cái thông tin rất là buồn đối với những anh em làm nghề lưới quay.